Sáng ngày 17 tháng 6 tại trường tiểu học vĩnh khê, phòng giáo dục và đào tạo phối hợp với đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh thị xã tổ chức khai mạc hội thi tin học trẻ lần thứ năm và tin học khối cán bộ công chức trẻ thị xã đông triều năm 2015. Năm nay hội thi có 152 thí sinh dự thi kiến thức và kỹ năng về tin học và giải pháp sáng tạo. Đây là những gương mặt tiêu biểu lựa chọn từ các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông của 21 xã phường trong thị xã. Theo đánh giá từ ban tổ chức. Hội thi tin học trẻ năm nay có số lượng thí sinh tham gia đông nhất từ trước đến nay, chất lượng thí sinh tham gia tương đối đồng đều. Hội thi tạo sân chơi kiến thức tin học lành mạnh, bổ ích cho các em học sinh phổ thông, qua đó phát hiện, tập hợp và phát huy những năng khiếu về tin học, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ thông tin cho thị xã. Đồng thời tuyển chọn và thành lập đội tuyển của thị xã tham dự hội thi tin học trẻ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 16 và hội thi tin học trẻ khối cán bộ công chức trẻ tỉnh Quảng Ninh năm 2015. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 8 giải tập thể và 50 giải cho các thí sinh xuất sắc và 13 giấy chứng nhận cho các phần mềm sáng tạo.